Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 10 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Như thường lệ, mở đầu bản tin sẽ là thông tin thời tiết các vùng miền trong tỉnh. Thời tiết tại khu vực miền Đông, miền Tây và cả thành phố Hạ Long. Dự báo nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ giao động cho khoảng từ 19 đến 24 độ. Còn đối với vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô cũng dự báo đêm và sáng có mưa, mưa rào, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa 10 km. Đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp nhất là 19 độ và cao nhất ở ngưỡng 23 độ. Vừa rồi là tình thời tiết các khu vực trong tỉnh, còn bây giờ chuyển sang những thông tin thời tiết các vùng miền trên cả nước. Sau những ngày liên tục tăng cường mạnh, thì từ hôm nay khối không khí lạnh sẽ bước vào giai đoạn suy yếu. Tuy nhiên thì trong đêm nay, Bắc Bộ lại chịu tác động của gió đông ẩm từ biển thổi vào, nên đêm nay và sáng ngày mai sẽ tiếp tục có mưa và mưa rào. Nhiệt độ giao động chỉ từ 17 cho đến 20 độ. Riêng khu vực vùng núi thì nền nhiệt sẽ thấp hơn, có nơi dưới 17 độ. Sang ngày mai thì không khí lạnh sẽ tiếp tục yếu hơn, gió đông ẩm cũng suy yếu, nên Bắc Bộ mưa sẽ giảm, chủ yếu là chỉ còn ở các tỉnh ven biển nhưng không kéo dài cả ngày. Nhiệt độ trong ngày sẽ giao động trong khoảng là từ 20 cho đến 23 độ có nơi sẽ cao hơn. Dự báo thì trời sẽ tiếp tục rét ở khu vực vùng núi và lạnh ở các tỉnh Trung Du và vùng đồng bằng. Còn tại khu vực miền Trung, trong đêm nay và ngày mai, không khí lạnh và giải hội tụ nhiệt đới đều có xuống suy yếu. Vì thế, Trung Bộ tuy vẫn có mưa nhưng cường độ mưa sẽ giảm, chủ yếu là mưa vừa mưa to ở khu vực từ Hà Tĩnh trở vào cho đến Quảng Trị, với lượng mưa phổ biến là từ 50 cho đến 100mm, có nơi sẽ cao hơn. Các khu vực khác thì có mưa giải rác Nhiệt độ trong ngày mai ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế phổ biến dao động ở ngưỡng là từ 23 cho đến 26 độ. Còn tại khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng là từ 28 cho đến 31 độ. Lui xuống khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, trong đêm nay và ngày mai vẫn có mưa rải rác, tập trung vào chiều tối. Một số nơi thì có mưa to, chỉ xuất hiện cục bộ. Sáng ngày mai thì nền nhiệt độ tại khu vực Tây Nguyên sẽ giao động cho khoảng là từ 26 cho đến 29 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ, nhiệt độ sẽ giao động ở mức là từ 30 cho đến 32 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển. Không khí lạnh yếu đi, từ đêm nay gió trên các vùng biển sẽ giảm dần về cường độ, hầu hết là đều dưới cấp 5. Tuy nhiên thì mưa rào và rông vẫn duy trì trên các vùng biển vịnh Bắc Bộ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông mạnh. Trong mưa rông thì có khả năng sẽ xảy ra lốc xoáy và cả gió giật mạnh.